Đây là ngã ba đường vô ấp Mắt Miễu của xã Đại Hòa Lộc, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre nha các bạn. Dạ Vũ xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Hiện giờ Vũ đang đứng ở đầu đường ngã ba vô ấp Mắt Miễu, xã Đại Hòa Lộc, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Hôm nay Vũ giới thiệu bán chiếc Cube. Giờ Vũ mời cô chú, anh chị và các bạn đi theo Vũ đi vô coi chiếc Cube. Hôm nay Vũ giới thiệu bán dùm chiếc Cube nha các bạn. Đây là ấp Văn Quá, ấp Mắt Miễu nha các bạn. Ở đây thì có cái chùa, chùa Đức Thắng. Đây là cái đường vô chiếc Cube đang đậu. Đây là đường quẹo vô chỗ chiếc Cube nha các bạn. Đây là cái vị trí chiếc Cube đậu đang bán nha các bạn. Thì chiếc Cube này là hiệu Cubeco đời 89 nha các bạn. Thì xe này là hết việc, giờ kêu bán. Thì xe này là còn riêng ok hết nha các bạn. Vũ giới thiệu cho anh chị nào mà có bên làm bên Cube thì xuống đây liên hệ coi mua nha các bạn. Đây là cái dàn xích. Cubeco SK 045. Hiệu Cubeco này là của Nhật nha các bạn. Đây Vũ quay ở dưới đằng sau.
Đây là cái vàng mâm xây nha các bạn, còn đẹp cực kỳ luôn. Đây là vàng xích. Cái này để làm ao tôm mà ngon lắm các bạn. Làm ao để nuôi tôm. Đây là ở trước cái chỗ đầu xe. Đây là cái gào. Đây là chỗ của tài xế nha các bạn. Đây là mấy cái cần để điều khiển. Đây mé bên đây là mé bên cái thùng dầu. Đây là tên chỗ cái máy nha các bạn. Đây là máy nha các bạn. Đây là dàn quạt giải nhiệt. Bên đây là bình đề. À, thử xe luôn cho các bạn xem luôn nha. Quá ngọt luôn ha. Máy cực kỳ nhạy luôn các bạn. Đây. Rồi đây nè. Đang hoạt động tốt nha các bạn.
Rồi chiếc Coupe này là giá bán 380 triệu nha các bạn. Dạ Vũ xin kết thúc cái video này. Vũ cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem cái video của Vũ. Thì cô chú anh chị nào mà có làm bên Cube thì chút xíu Vũ để số điện thoại của chủ Cube để liên hệ nha.